Đâu phải ngờ một cái ngày thường mà đầu năm ở Vũng Tàu lại đông như thế này. Tao không tua như mấy ngày lễ nha. Đúng là thời tiết nóng lực, người ta đi tắm biển nhiều quá. Người yêu đâu? Dạ. Người yêu đâu? Dạ em mới chia tay anh ơi. Anh quay xuống dưới rồi, anh đang chia tay với em. Vậy hả? Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bước chân miền Tây đang có mặt tại bãi sau của 178 cái là nổi tiếng ở Vũng Tàu. Thì cũng hơn nửa năm rồi bước chân miền Tây mới quay trở lại 178 ở Vũng Tàu năm 2023 này để cập nhật tình hình cũng như là tình hình du lịch của Vũng Tàu năm 2023. Cũng còn khoảng đâu một tháng nữa thì chúng ta sẽ tới cái lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Năm nay sẽ bị trùng với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thành ra cái ngày nghỉ sẽ kéo dài. Người ta nói là cái ngày nghỉ dài nhất trong lịch sử. Và trước khi đến những cái ngày đó thì bước chân miền Tây sẽ cập nhật hôm nay để chúng ta xem biết coi dài dài hôm nữa gần tới lễ thì chúng ta sẽ biết đường chúng ta đi chơi nha. Hôm nay mình thấy chưa có vô lễ nhưng mà lượng khách rất là đông nè. Mình đi dạo một vòng ở ngoài đường cho cô chú anh chị xem. Phải nói là xe du lịch đậu theo cái vỉa hè dài dài luôn á. Với lại bước chân miền Tây sẽ cho cô chú xem một cái hình ảnh buổi chiều rất là mát mẻ. Mấy hôm nay miền Tây rất là nóng oi bức nhưng mà tự nhiên hôm nay mình thấy là không khí rất là dễ chịu, mát mẻ không hiểu sao nữa. Tự nhiên hôm nay bước chân miền Tây đi tới Vũng Tàu thì thấy Vũng Tàu một ngày thứ bảy xe xe lạnh giống như là chuẩn bị vào mùa thu. Đó em ta thấy không? Bước chân miền Tây sẽ đi dài dài cho đến quảng trường luôn. Xe quá trời luôn nè. Không biết ở quảng trường có trang trí cái gì mới không? Của năm 2023 không? Tại vì năm ngoái thì bước chân miền Tây quay rất là nhiều hình ảnh của năm 2022. Ở ngày đầu năm nhiều khán giả yêu cầu bước chân miền Tây review lại Vũng Tàu năm 2023. Ồ xe quá trời xe luôn. Nãy giờ chúng ta đi bộ cùng với bước chân miền Tây mà chưa thấy cái dòng xe có điểm dừng nữa. Chắc có lẽ là lên tới dốc luôn. Dài ra tới bãi trước. Chắc chắn một điều là bãi trước sẽ không có đông bằng như bãi sau. Bãi sau là cái địa điểm người ta tắm biển nhiều nhất. Đặc biệt hôm nay là buổi chiều ngày thứ bảy nữa, ngày cuối tuần. Qua ngày thứ thì có lẽ mình nghĩ sẽ vắng. Thường thì ngày cuối tuần với mấy cái ngày nghỉ lễ Vũng Tàu sẽ rất là đông. Còn những ai thích yên tĩnh một chút xíu thì chúng ta đi tắm biển vào mấy cái ngày thường sẽ tránh được những cái dòng người đổ xô xuống biển. Mùa này cũng là mùa thả diều luôn cô chú. Đó, một buổi chiều đi dạo cùng với bước chân miền Tây nha. Cảnh Vũng Tàu về chiều. Không biết ở đây có thả diều hay không. Nội bộ nãy giờ cũng mấy trăm mét.
Đây là bức tranh miền Tây tới quảng trường này nè. Giờ này thì mới hơn có 4 giờ mấy thôi, 4 giờ rưỡi, gần 5 giờ. Biển số 72, 51 thì mình nghĩ là mấy cái khách ở gần gần ở Vũng Tàu á, như Sài Gòn, rồi Đồng Nai sẽ đi tắm. Còn khách ở xa thì mình nghĩ là người ta sẽ đi vào mùa hè, tại vì con em người ta được nghỉ hè nên đi nguyên gia đình. Còn mấy ngày thường thì chỉ trống được ngày thứ bảy chủ nhật thôi, nghỉ được có 2 ngày. Chủ yếu mình thấy khách du lịch ở Sài Gòn là nhiều nhất, Sài Gòn với Vũng Tàu là nhiều nhất. Rồi, rất là nhiều du khách đang đổ xô xuống bãi sau. Rất là đông rồi. Rồi đây, đứng đây mà. Mấy cô gái chị đâu chị? À, quảng trường mình thấy không có trang trí gì hết nè. Mỗi năm đều trang trí cái biểu tượng năm mới, nhưng mà hồi Tết bức tranh miền Tây không có đi ở đây nên không có biết. Hiện tại thì mình thấy không có cái trang trí gì hết. Vài bữa nó tới lễ 30 tháng 4 không biết người ta có trang trí cái biểu tượng 2023 ở đây hay không. Theo mình nghĩ là sẽ có, tại vì lễ lớn thu hút khách du lịch rất là đông. Ồ, này gió mạnh nha. Máy quay sẽ có những âm thanh bị ồ, cô chú thông cảm nha. Một số hình ảnh ở phía trên bờ kè rất là đông. Theo mình thấy là hôm nay là đông á. Wow, quá đông rồi. Bức tranh miền Tây đang hút tầm nhìn xuống dưới đó thì thấy rất là đông rồi đó. Bây giờ là mình lại cái khu vực bãi tắm ở đây. Bên kia là chắc chắn một điều là rất là đông luôn, nhưng mà chút xíu nữa chúng ta thấy nha. Bây giờ mình xem ở đây trước nha. Quá đông luôn rồi. Wow. Quá đông luôn. Khu vực bãi tắm bên đây quá đông luôn, chỉ mới 4 giờ mấy là quá trời đông luôn rồi. Né qua ta. ngại cam hả? Đây thủy chiều coi có lên sát mí bà kè hay không. Bây giờ bức tranh miền Tây sẽ cuốn bộ xuống đó nha. Nước thì đang chảy trong xanh. Wow, ôi bên này quá trời đông luôn. Rồi mang thức ăn chuẩn bị xuống biển. Đông quá đông luôn rồi. Đã, có người ta thả diều. Có một con một à. Wow, ôi. Ôi. Đông dữ ta. Đông không thua như mấy ngày lễ nha. Đúng là thời tiết nóng nực người ta đi tắm biển nhiều á.
em ở đâu? Dạ tụi em từ Sài Gòn xuống dưới đây. À, ở Sì Phố nha. Sì Phố nha. Tắm chưa? Tắm chưa? Nhớ ghé chúng nào chơi nha. Tắm chưa? Quá lạnh luôn rồi. Dễ thương quá trời luôn nè. Người yêu đâu? Dạ. Người yêu đâu? Dạ em mới chia tay anh ơi. Anh quay xuống dưới rồi. Ai điểm danh nhất là người yêu em. Vậy hả? Trời ơi. Bạn ơi quá êm luôn. Anh thấy ở dưới có nhiều người. Nhiều bạn trai đẹp trai lắm kìa. Vậy thì em nhiều người. Nhiều bạn trai hả? Vậy là xa, Sì Phố đi 2 ngày, 2 ngày về. Dạ, 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm ha. Dạ, nhưng mà em đi là em không có ngủ luôn. Em muốn sáng đêm hả? Em đi hết luôn cái Vũng Tàu mà. Vì sao Vũng Tàu quá là đẹp luôn mọi người ơi. Quá dễ thương luôn. Vậy là nhớ thức sáng đêm nha, không ngủ nha. Dạ. Anh cứ ra đây là anh gặp em hả? Em ơi, ngồi canh ở đây luôn hả? Vậy 12 giờ đêm anh ra đây anh gặp nha. Dạ, đúng mà. Có luôn hả? Thật sáng đêm mà. Thật sáng đêm. Trời ơi. Rồi chúng xuống tắm biển gặp. Có con diều mà mùa diều mà thấy có con diều một mà. Ở đồng luôn. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đó luôn. Cảnh đông như thế này là mình nhớ tới mấy ngày lễ. Năm rồi là dở chặn luôn á. Mấy bạn này đi tắm áo nhóm. Quá đông. Quá đông luôn. Ngày cuối tuần ta dẫn con mình đi tắm biển. Nguyên một nhóm mặc cái áo cây dừa màu vàng đẹp quá. Điểm mới năm 2023 mình thấy là có dán lướt sóng của anh nước ngoài, như là bên này có anh Nhật Bản nữa nè. Thời gian trước thì mình chưa có thấy cái dán lướt sóng này, để cho mấy ảnh lướt ngoài sóng ngoài xa. Chào chú. Nay đông quá đông hả chú? Bảy đông. Dạ, hôm nay đầu năm bây giờ đông vậy luôn hả chú? À, coi như là từ hôm đầu năm bây giờ là đông vậy. Đầu năm đi. Mấy cái ngày thứ cũng đông vậy hả chú? Hả? À? Mấy cái ngày thứ có đông như vậy không? Mấy ngày thường thì nói chung là cũng vắng hơn hả chú? Dạ. Vậy là chắc tới lễ 30 tháng 4 sẽ đông lắm luôn á. Dạ. 30 tháng 4 thì khỏi nói rồi. Chịu ra chụp được không? Làm từ chưa, giờ chưa có kiểu nào. Giờ tao chụp điện thoại quá nhiều ha. Giờ ai cũng có điện thoại hết. Dạ, iPhone đâu mà 14 không à. Làm được. Dạ, rồi chào chú. Dạ. Ồ, biển giờ này mát mẻ quá ha.
Dạ. Nếu kia thì gió nhiều hơn á chú. Quá đông mấy em nhỏ chơi cạn. Mình thấy nhận định thì tình hình hiện nay là quá đông rồi, năm 2023 vậy, chưa có vào mùa hè với mùa du lịch đó mà là quá đông. Mình cút bộ dài một dòng biển. Buổi đồng tới kỳ hì hì. Ở góc này chúng ta nhìn lại bãi tắm hiện giờ rất là đông. Quá đông luôn. Quá dễ thương. Dễ thương quá, cần thở chụp hình không? Cần thở chụp giùm không? Không. Quá mát mẻ luôn. Góc bên đây quá và đông luôn rồi. Thôi còn muốn nướng lên trên luôn. Là bên cái hồ nước luôn rồi. Hey!
đẹp. Chơi cá con mặc áo phao luôn ha. Rồi chụp hình phong cách mới hả? Chàng ơi chạy ra nó đứng giơ tay kìa. Ngoan ơi tội nghiệp cái anh cầm điện thoại quá vậy. Dạ. Quay TikTok hả? Quay đang làm ráng làm theo. Mấy anh làm kênh gì ạ? Làm vlog. Thấy vui quá. Xanh vàng đỏ hết sức đẹp luôn. Cái cây này cái này 5 triệu không ta? Hay mấy chục triệu? Không vàng được không? Hả? Quay lỡ sao? Quay điện thoại hả? Quay điện thoại giùm em. Đây đây có anh kế bên. Có anh đây quay giùm em. Đây đây anh này. Quay luôn hả? Đây đây anh bạn của mình sẽ quay giùm em. Quay giùm em điện thoại em nè. Rồi ok ok. Quay nhưng mà quay sao? Quay sao nè hả? Quay sao em? Có nghĩa là mày ngồi cho mấy bạn này nhảy qua. Trời ơi. Đúng không? Ngồi nhảy qua hả? Nhiệm vụ của ảnh là chỉ ngồi cho mấy bạn. Đó xếp cặp. Ở đây chưa? Giống hồi nãy xong rồi đứng ghen ra. À ok. Ở gì để anh quay ké luôn cho. Ôi ôi cái này là phong cách mới đó nè. Đó. Điểm 1, 2, 3 không? Trời ơi. Rồi sao trở lại hả? Rồi nhảy lại. Ủa vậy là xong hết rồi. Chen. Nhảy qua đầu của anh đó mới đẹp đó. Quay nè. Này miền Tây luôn nè. Ủa bạn này đang nhìn cái gì ta, con diều hả? Ủa em gái đang nhìn cái gì vậy? Chút xíu anh nhìn theo rồi. Chút xíu nhìn theo rồi. Số Zalo á, cho anh xin số Zalo. À bạn nữ này đang chụp ảnh. Nhờ ảnh chụp. À, đổ chuông chưa? Rồi rồi rung rồi đó. Vào rồi đó. Để gọi nhắn tin như mình rung. Mình rung Bình Phước cho miền Tây. Phụ nữ dễ lên like lắm. Em chị lên nữa đẹp mà. Tên Tùng. Ủa nghĩ nhìn lên trời. Chuyên gia chụp hình nè. Quá đẹp rồi. Nãy giờ em tưởng anh tưởng em nhìn cái gì trên trời không á. Làm kiểu chụp hình. Hèn ơi. Quá đẹp luôn. Hả? 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 Hả
Đấy, đứng khoảng nửa tiếng nữa mới đẹp. Đứng khoảng 30 phút nữa mới đẹp. Rồi quay clip anh. Rồi bốn bạn nam nhảy luôn. Có bốn bạn nam nhảy luôn. Vậy ông nội nhảy lên đó, nhảy lên đó. Nhảy lên. Nhảy lên té. Rồi mấy bạn vui quá, vui luôn. Chuyển 2 3 4 5 6. Chuyển lại cho chúng lại. 2 3 4 5 6 cho tôi. Rồi nhảy đi sao? Rồi ôm về nhà luôn. Cổng về nhà luôn. Rồi chào mấy bạn trẻ nha. Thầy cát. Kép luôn nha. Quá đông luôn rồi. Mình không thể ngờ một cái ngày thường mà đầu năm ở Vũng Tàu lại đông như thế này. Building đang chơi trò chơi, hình như là thảy bột vào mặt chui sang ống cống. Nó còn một ống kẹo đây luôn, nó hết kẹo. Trời ơi, trời ơi, dở nè. Rồi rồi úp cái mặt vô thao bột rồi chui qua đây. Úp cái mặt vô. Ủa cái mặt vô tao bột. Ủa hài cái ống cống. Như ở trong cái chiếc kẹo vậy. Chơi cuối tuần. Như là mấy bạn nước ngoài rất là thích tắm biển Vũng Tàu.
Còn đây là những hình ảnh của mấy bạn ở trên bờ. Mình đi vòng vòng mà có ai nói chuyện cho vui. Trời rất là đông. Cái lượng người chưa tắm cũng rất là đông. Nhớ ngoài kia có dù lượn á. Đó, ngoài đó đang có dù lượn. Đông quá. Bé giỡn quá bị ọc sữa rồi. Các bạn trẻ giỡn quá vui. Tát nước biển lên. Thank you.
đây là cái núi có mấy con sò nữa ta. Đắp hai ngọn núi rồi đó, có mấy con sò lấp lên nữa nè. Khu vực này đông quá, nãy giờ mình lội bộ mà chưa có hết, còn rất là xa. Quá trời đông luôn. Có thể ăn uống ở khu vực trên khu vực này rất là vui nè. Quá đông luôn. Kia người ta thả diều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dường như là không còn đủ chỗ tắm hay sao á. Du khách đang ngồi trên đây rất là đông nè. Ôi, đào được cái lỗ bự luôn. Đào cái lỗ quá sâu luôn rồi. Đào lâu không em gái? Đào nãy giờ lâu không? Cũng nhanh hả? Bạn ơi, đào chứ sâu chứ vậy? Cái cỡ nửa tiếng rồi phải không? Lát là nước biển vô là có cái bồn tắm luôn rồi đó. Bồn tắm nhân tạo. Đây bắt được con sò luôn hả ta? Đắt bắt ở đây luôn hả em trai? Phải không? Mày bắt dưới biển? Hả? Cái vỏ hả? À, tưởng đâu nãy giờ tôi ngồi ở đây mà bắt được cái con này ở đây hay quá ta. Con này biết con gì không? Biết tên không? À, ốc guốc. Ốc guốc. Ốc guốc. Rồi sáng có chị bán, cái cô bán nó cái tên khác nữa. Ở ngồi đây là bắt một lát là bưng về không hết luôn á. Ngồi đây có thể đào chút xíu là mấy cái con guốc mình sẽ bắt được rất là nhiều á. Con đó nghe nói là luộc ăn ngon lắm đó em trai. Chưa ăn hả? Hình như đặc sản của Vũng Tàu đó. Vậy là chiều nay về thuê người luộc nha. Rồi có chỗ mà bắt lát là dư mồi nhậu luôn. Rồi mấy bạn quay TikTok rất là nhiều. Quay trend á, nhìn rất là vui luôn á. Trời ơi, tội nghiệp em trai ghê chưa? Đứng làm tượng. Có nổi tiếng không cho anh vô holo vậy? Đây là xài non anh. Xài non hả? Mày ơi, quay TikTok rồi tội nghiệp em trai không có đứng gì đó. Em gái đang quay TikTok. Rồi, hình lên xu hướng luôn rồi đó.
Ồ, thường chú chụp được một tấm ảnh. Có ai muốn quay phim luôn không ta? Cái chân lên đấy, không có chân lên đấy. Rồi, dạ rồi, được rồi đó, rồi. Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Sau khi chú chụp một tấm hình ủng hộ hai cô gái ủng hộ xong thì chú sẽ chụp giùm bằng điện thoại. Các bạn trẻ rất là thích chụp bằng điện thoại để up lên Zalo, Facebook của mình hay là Instagram, có thể quay TikTok. Đã tìm luôn. Ôi, giờ này mát quá, mát luôn. Lắc lư theo điệu nhạc TikTok. Rồi rồi diễn đi anh, quay nè, yêu cầu mình quay rồi. Rồi nhảy nhiệt tình lên nha, clip này sẽ lên xu hướng đó, chịu view vô. Rồi ổng hết pin điện thoại rồi, chết mất. Rồi làm lại kìa. Dễ thương quá. Quá vui. Rồi, đến đêm mà anh trai này anh mang cả đèn cày. À, hình như là giống như kiểu như khói gì đó. Hơn 6 giờ rồi đó cô chú. À, bằng điện tử. Giờ này đã hơn 6 giờ rưỡi rồi, gần 7 giờ rồi. Tại cái máy mình đang sáng lên, ta thấy du khách tắm vẫn còn đông. Thành này đã có thể tắm từ 7 giờ tối vẫn còn tắm nha. Đây là ở khu vực ở phía trên bờ kè. Bây giờ mình qua bên kia, mình quay cái khu vực tắm ở bên kia, vẫn còn rất là đông. Wow, vẫn còn rất là đông.
7 giờ rồi. Thành phố thì đã lên đèn. Cô chú xem là 7-8 giờ đêm vẫn còn rất là đông nha. Hiện tại bãi tắm bây giờ cũng gần 6 giờ tối rồi mà chúng ta nhìn thấy khách du lịch rất là đông, chưa hề có dấu hiệu giảm bớt, rất là đông luôn nha. Chắc có lẽ là hôm nay là khách sẽ tắm tới đêm luôn á. Chúng ta sẽ cố gắng ghi lại để xem coi du khách tắm tới khoảng mấy giờ mới tan bãi tắm. Quá đông một ngày. Mang con chó nhỏ đi tắm biển luôn. Quá. Chó gì vậy anh trai? Dạ. Chó gì? Không biết chó thì gì luôn hả? Như là mấy bạn này là khách nước ngoài. Không biết là nước nào. Mình nhìn thì có lẽ mấy bạn này rất là giống Indo hay là Malay chứ không có giống người Ấn Độ. Hay mình nghĩ chắc là Indo, tại vì mình đã từng gặp khách chơi Indo là giống mấy bạn này. Bạn nước ngoài rất là thích chơi trò lâu đài khác. Thank you.
hơn 7 giờ rồi nhưng mà tình hình tắm biển vẫn còn rất là đông luôn. Mỗi lần mình quay là không có đông như hôm nay đâu nha các bạn. Nè, quá đông nè. Các bạn thấy không? Nhưng hiện tại tối quá thì hình ảnh máy quay của mình không còn đẹp nữa. Có lẽ là mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tham quan bãi tắm bãi sao của Vũng Tàu năm 2023 đầu tiên của Bức Tranh Miền Tây. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhớ ấn nút like để đồng bình luận, chia sẻ clip, đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại những tập tiếp theo nha. Tối lắm rồi, máy hết thấy được quay rồi. Chúng ta thấy còn rất là đông luôn, mặc dù trời đen tối hệt rồi. Đó, vẫn còn tắm biển rất là đông luôn. Kiểu này theo mình nghĩ tắm khoảng 8 giờ mới có người. Đó, bờ kè đã lên đèn rồi. Mèn ơi, lên đèn kiểu này là du khách sẽ tiếp tục tắm nữa nè. Có lẽ là mình sẽ cập nhật tình hình bãi tắm về đêm ở clip sau.